Nào, em chúng mày có muốn ra không? Ôi em bị liệt à, à ra đây anh bảo, ra đây. Khổ thân em. Ra đây này, chúng mình nhìn này, em bị liệt này, đáng khổ thân chưa? Em bị liệt rồi. Sao thẻ bọn này ra có sao? Anh đóng cái cổng vào đi. Khổ thân. Con kia nó bị liệt trông nhìn thương thế. Đi ra đây anh cho chơi này. Đi, ra đây nào. Yeah. Nó liệt, nó muốn chơi cùng mọi các bạn lắm nhưng mà nó lại bị liệt. Bị liệt từ bé đúng không? Đây này, khổ thân. Nó hóng, bọn này nó hóng kinh lắm. Rồi. Ăn à? Dọn đi rồi cho ăn. Nào, thương. Khổ thân em. Liệt chân. Cái con này là con của con này à anh? Con này là con của con đấy à? Nó được mấy tháng tuổi rồi anh? Được mấy tháng tuổi rồi? Ba bốn tháng rồi á? Thế thì con mẹ nó cũng sắp sao lô lại rồi. Mấy con nó để cùng nhau, cách nhau. Ô thân, có cái chân bị liệt. Xong đây này. Cái chân nó bị liệt xong nó sưng nó phù hết lên rồi này. Đeo cơ đan ta. Không đứng lên được. Đấy. Cứ kiểu là chỉ có ấy. Càng người nó càng phát triển nó càng nặng thì nó càng đứng được. Nên là nó không nên trụ được. Ngày xưa thì đứng được một chút đúng không? Đúng rồi. Càng lớn thì nó càng nặng. Nhìn khổ thân nhỉ. Nó cũng giống như kiểu một đứa trẻ vậy, muốn chơi cùng bạn bè nhưng mà không được ấy. Chỉ đứng nhìn bạn đây này. Bạn bè chơi bời chạy nhảy suốt đây này. Đấy, có chân đầy đủ chân đi lại chạy nhảy thích. Mỗi mình bị liệt hay là cứ phải lê một chỗ khổ thân. Muốn chơi mà không được, muốn đi chơi không được. Đấy, đấy, đấy. Đứng dậy đã. Ôi trời ơi, khổ thân. Đáng lẽ là ngày xưa khi nó bị liệt đấy là anh tập luôn cho nó được rồi. Anh tập anh... Đấy. Nó chỉ được đi được như thế, nó nhảy nhảy. Ôi nước đây, sao nước bẩn thế. Thế nó chỉ là lúc mà đứng dậy được, cả chỉ đứng lại là cứ thế, đấy cứ nhảy nhảy như thế. Đấy đấy, như thế nó còn hơn nhỉ, sao nó không đứng như thế mà đi mà cứ lê lên làm gì chả. Đã mà đứng dậy như thế là mỗi lần đứng dậy đến là khó. Liệt cả hai chân luôn mới sợ chứ. Liệt chi sau, của những người liệt chi dưới. Rồi, để cho ăn nha. Cho mình nó ra đây. Mình nó ra đây chắc nó không chạy được đâu đâu mà.
tốt hơn em. Ra đây, có muốn ra ngoài chơi không? Anh chỉ sợ mở ra thả ra là bọn kia nó chạy ra. À, đi ra đây, đi. Nào, nào, đi ra nhanh lên. Ra nhanh lên, không bọn kia nó ra mất. Nó chạy ra thì chạy ra ngay. Cho nó ăn gì đấy, cho nó ăn cám à? Cơm này, cơm với cả lòng gà. Cơm nấu với lòng gà kiểu nấu theo kiểu cám nhé. Nhìn trông khổ thân nhỉ. Ra kia cho con ăn ạ. Ôi bọn này có ăn nó chán hết đâu mà. Lâu mới ăn hết. Không ăn hết nhưng mà nó bao giờ ăn trước mà nó nhảy đi ngon trước. Không có giống đời thế. Ăn trước thì bao giờ chọn đi ngon. Đấy, chỉ có ba con này ăn chứ mấy con kia có ăn đâu mà. Đấy thì không dám vào ăn. Sợ à? Ăn thì cũng lần luôn được. Đây con liệt được yêu ái được ăn trước này. Nào. Ra cắn nó. Em ăn một tí mà cắn nó bể đầu thế này vẫn còn dính ở trên đầu. Mấy con kia nó liếm luôn, thôi liếm đi cho nó sạch. Cắn bể đầu rồi à? Không yêu tiên thế nào. Hết tức là ở cái chỗ này là cái con to kia là chùm. Con to đấy là chùm. Con vàng kia là chủ mà. Đây con này ăn không con nào dám vào ăn này. Con kia nó không ăn, con kia nó ăn này. Hổ thân đang ăn bị nó cắn cho bại liệt mà nó không tha. Không yêu gì tiên người tàn tật mà. Ê giặc con. Mưa đấy, mưa. Woohoo! Mưa rồi. Vào đi em ơi. Mưa rồi vào đi, ngồi đấy. Em ơi vào chuồng đi, mưa rồi. Mưa rồi vào đi em ơi. Để anh quay camera trước nha. Quay camera trước. Đó. Bạn thấy chưa? Đấy. Cái này, đây đấy. Đây. Cái này đấy, nó bị tàn tật từ bé. Nên là bây giờ nó đang kiểu đi không vững ấy. Đi ra đây chung nào, đi ra đây. Ra đây. À, đi ra đây. Nhanh lên. Và không ướt. Nhanh lên nào. Mưa rồi, mọi người nhìn này, đang mưa rồi.
Đó, bắt đầu mưa. Mưa. Ra đây này. Em đi ra đây. Bị cắn à? Bị cắn cái là đau không dám vào à? Đau quá. Ra đây, ra đây. Đây này. Nó rất cả những con này nó khỏe là nó ra nó chơi được. Nào, em. Ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây nào, ra đây nào. Ra đây nào. Đó, này, đây đi này. Em ơi. Em ơi, em ơi, em ơi. Đây có mỗi mấy con này là nó khỏe, nó chạy nhảy tốt là nó đi này. Đó. Mỗi mấy con này nó khỏe, nó chạy nhảy tốt. Ra đi không mưa. Nào ra đây. Em bị tật đặt cái chân này, cái chân của em bị tật này. Chân của em bị tật. Mưa mất rồi. À, anh đang thể ở ngoài mưa cùng em này. Đi vào đi. Mưa to quá. Vào mưa rồi á. À, rồi chạy vào rồi, chạy vào rồi, chạy vào rồi. Các bạn thấy chưa? Cái con lớn bắt nạt con bé đấy. Cái con nó mất dậy này. Đấy, cái con đen đen đấy. Nó vừa mới ăn xong là tất cả ra không. Khi một khi nó ăn là không con nào dám ăn luôn. Cái con tần tật nó vào nó ăn tí nó cắn cái bể đầu luôn. Kêu ạ, chạy ra sợ không dám đi vào nó luôn. Bây giờ